Mày nói nó 8 tuổi mà sao tao thấy nó dường như mới lên 5 vậy mày? Hình như á là không có đúng với là cái số tiền của tao á. Đúng rồi đó. Trời ơi. Ôi kìa, cái gì mà nhỏ xíu vậy nè? Thì biết có làm ăn gì được không? Hay là lại nuôi về cho tốn cơm tốn nước của tao nữa? Coi coi. Thiếu nợ á thì phải đem đến đây, có đâu mà khóc lóc than la. Cái nhỏ như vậy nhưng mà nó rất là giỏi. Cái gì nó làm cũng được đó bà. Nè, giấy nợ của mày nè. Rồi đi đi, ở đây càm nhàm hoài. Để nó lại đây. Dạ, cảm ơn bà. Con ở đây với ông bà nha con. Có gì trong này má về thăm con nha. Rồi đủ rồi. Con mèo đâu rồi? Mày giặt đồ chưa hả? Một mình em đứng bên bờ sông nhìn bông hoa lụa bình, em buồn giang sông nghĩ về thân con gái như cánh hoa bèo trôi. Một mình đơn côi bao nhiêu lâu rồi, từ khi anh già chiều mưa nắm tay thật lâu nhìn nhau anh bảo rằng cho dù vây quanh tình mình bao sóng gió ta vẫn nắm chặt tay.
sao vậy? Có chuyện gì vậy? Giờ được gì đây?